David Singleton, sinh năm 1988, làm trợ lý cho câu lạc bộ bóng rổ Sài Gòn Heat từ mùa giải 2015-2016. Ở tuổi 28, cùng với việc mới tới làm quen với bóng rổ Việt Nam, sẽ là hợp lý nếu anh tiếp tục con đường trợ lý để tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhưng David Singleton đã chấp nhận một thử thách khó khăn hơn, trở thành huấn luyện viên trưởng của Cần Thơ Catfish thi đấu tại VBA 2016. Tất cả những gì anh mang theo trong hành trang chuẩn bị cho VBA chỉ là 4 năm làm huấn luyện viên cùng một bầu nhiệt huyết liên tục cả trong những buổi tập. David hiểu vị trí của mình cũng như những gì cần phải làm. Hiển nhiên, kinh nghiệm là điều mà tôi còn thiếu, nhưng tôi đã trải qua bóng rổ ở nhiều nơi cùng với nhiều huấn luyện viên tài năng. Tôi đã học hỏi từng ngày, từ các trận đấu và cả các cầu thủ nữa. Đó sẽ là một hành trình dài nhưng sẽ rất thú vị. Nguồn năng lượng mà David Singleton đem đến trong các buổi tập của Cần Thơ Catfish luôn rất cao. Anh sẵn sàng tham gia các bài tập với các cầu thủ. Những tiếng la ó, thúc ép hay thậm chí gặp riêng nói chuyện khá gay gắt liên tục diễn ra. Những điều mà David Singleton mang đến sân bóng rổ đều mới mẻ và đầy sức sống đối với các tuyển thủ. Không quan trọng về vấn đề tuổi tác, quan trọng là những thứ ở đây. Anh ấy là huấn luyện viên mà tôi chưa từng có. Tôi từng có nhiều huấn luyện viên lớn tuổi hơn dẫn dắt mình, nhưng cho đến thời điểm này thì David là người có nhiều kiến thức bóng rổ nhất. David Singleton sẽ còn nhiều công việc phải làm trong tương lai. Sau khởi đầu khá tốt thì Cần Thơ Catfish đang vấp phải chuỗi 3 thất bại. Để thoát khỏi chuỗi trận không tốt rất cần tới bản lĩnh của huấn luyện viên. Chặng đường của VBA còn dài để David có thể thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo. Đây chính là điểm mạnh mà những huấn luyện viên lớn tuổi khó có thể so sánh.